Có cho bạn trang cái đi, mình cho bé này đó. Mình bé hai cậu ở dưới ấy, con Jerry là cái con mà con Victor với con Reta sợ Jerry bắn chết lắm. Bé hai cọc hai góc dưới mà hai cái cọc mình cũng được hưởng hiệu ứng đấu sĩ nha. Hai cọc máu nhiều lắm, nó bắn hai cọc mất thời gian ấy. Rồi con giờ him nó chỉ có hai đồ ấy, mà mình con cá mình xếp ngay đây này. Nuốt là bắn sát con giờ him liền. Hai kiếm à. Thì đấy, tôi nói cái game này nó ảo mà. Các bạn thấy không? Đôi khi các bạn thấy bài mình không? Không hề mặn nhé. Ừ, bài không hề mặn luôn, đồ cũng xấu, có mỗi đồ Reata là đẹp. Đồ mấy con kia xấu hòm, xấu mẹ, ma chê quỷ hờn luôn. Top 1. Đôi khi full bài với tao đồ đẹp, top mà cút luôn. Cái game này nó không tính theo lẽ thường nữa. Nó ảo ma ra ra lắm. Lại là đột biến kết liễu à. Thôi lấy cái này đi. Gốc à, gốc ta ổn nhé. Đây bạn nhà bạn, các bạn kêu có thằng FF nó thắng được mình hả? À? Nó thắng bằng cái gì? Nó thắng bằng cái gì đâu rồi? Xem cái thằng FF đâu rồi? Đâu phải trận này đâu. À nhầm, nhé cục cưng. Nó thắng bằng cái gì? Cái thằng FF ở đây này, bạn nhìn này. Nó tức quá, nó run sờ quên đấy. Nó bán hết bài nó run sờ quên, nó không FF thì nó làm cái gì? Bài nó có mỗi 4 con sờ quê này, không FF thì làm cái gì? Hay quá, bán kịp. Bán kịp có lùn rồi các bạn. Có lùn với lại con đấy 2 này. Có lùn với con Cassadin 2, up chết trước. Chắc là mình bỏ con này đi nhở. Thay con Brim là ngon hơn. Đi cho Brim là ngon hơn. Cốc cho con này đi. Kiếm súng cốc à. Ừ, cốc gậy. Đi tính. Nãy có cho gáp đấy. Mà mình bán rồi. Được biến kết liễu này ăn cho gáp được á. Nhưng mà đồ của mình đam nhiều quá, không có đồ tăng ấy, nên lười á. Đồ toàn đồ đam. Nhìn nó dích chán kìa. Đần độn lắm. Đồ mà đầu game mà có mấy cái giáp dùng quyền năng quyền đúng nó bắt nó cho gác thế. Đắn luôn. Đó. Mình vẫn thích đép bằng lùn hơn. Lùn is the best. Cho con Cassadin hít cái cốc đi. Này ván này chắc mình phải làm Sojin nữa các bạn. Lượm một cái nước mắt để làm cái Sojin. Sojin kiếm súng hay hơn. Vì hai bé cũng chả để làm cái gì. À, Zik là con ngu nhất thì chịu bó. Đấy là mình biết mà. Đần lắm. Quỷ thư á, quỷ thư từ từ đấy các bạn. Bạn phải tận dụng những cái gì mình đang có đi đã. Để xài hết cái BF đi. Tận dụng những thứ mình đang có và xài hết mấy cái BF lên này đi. Có con già mài ham mà này, tí vứt con này lên trên nhưng con già mài ham vào. Lucidon. Này là màu màu xoay re ta tiếp rồi. Đợi anh hai thôi. Bắt đấu sĩ để đấy thôi. Đợi anh hai cái mùi này là phải xoay re ta.
Đồ này cay da trên hết cay da ở đâu ra? Cay da ở đâu thì bạn không nói. Là như dễ kiếm cay da lắm ấy. Chắc dễ kiếm lắm. Ủa nước mắt có một đồng lượm lên mẹ 252 luôn. Thôi lấy đầy máu lắp quỷ thư vào. Mẹ bóp vào ai à, lượm lên 252 phải bán đi thì kiếm lại mà. Thư vậy. Thì thường thường mình hay bị đánh caro á, nên mình hay đánh bằng lùn lắm. Đánh chưa biết thắng thua làm sao. Đánh bằng lùn thì nó gọi là nó ok la hơn. Nó có tiền các bạn. Quan trọng là nó có tiền. Giàu. Có tiền. Dễ chơi. Đang này chắc thắng được. Con CU từ từ mua nhé. Mua thọt tiền. Bán Bobby nha, thắng bán Bobby là đẹp. Còn thua thì bán thêm con Brain cũng được. Bobby tí mình thay bằng con Vex. Này hết bát rồi. Thắng thắng thua 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 thắng thắng. Gặp đôi hoàn cảnh Ấn đấu sĩ này chắc là ổng đép tạm bằng đột biến xong tí ổng xoay ra ta giống mình đấy. Nhà mấy nhà này giống Sivir quá. Nhà này tan lông chảy. Này cũng đây là ta. Bán CU đi vậy. Tí bắt lại. Không quan trọng lắm. Bán chứ, mình phải giữ lại cái Brain. Biết đâu tí nó ra trái tim pháp sư ấy. Thì mình còn đánh pháp sư. Con ai lao này một tiền nó khó bắt thôi. Tí đi, để đấy. Tí cái gì còn xoay ấy. Ra không ra tiền thì cũng phải bán thôi. Để eco tiền thôi. Xem đi cái hướng nào. Đi hướng pháp sư hay là đi hướng nào? Đồ cái xe đạp trông hơi đần. Xe game đồ nó bị xấu. Cay nhỉ. Metal is harder than flesh. Giờ nhưng không đẹp các bạn ạ. Không ngon đâu.
Giờ thì không ngon một tí nào. I can do this. Come on it, Black Shoe. Có mà ra hai đéo rồi nè. Đồ xấu các bạn ơi. Nhiều mê ép quá. Bắn, mặt lên, ấy á, cua đi cũng được mà. Chả bắn nào đồ đẹp nhờ, 3 ván, 4 ván. Bắn này bắn thứ 4 rồi. Tàng thư. Không biết xây bài đâu. Tàng thư bán ấn đi, làm ra cái gì? Tái chế đấu sĩ thì đánh reta được nè. Tái chế thì cũng ngon. Cái nào giờ ta? Đấu sĩ hoặc tái chế thôi. Reta bán này có vẻ nhiều người đánh đấy anh em ạ. Nhiều người đánh lắm, lên tái chế. Metal is harder than flesh. Bán này có vẻ nhiều người reta lấy tái chế đó. Lấy tái chế xong mình đánh bằng vệ sĩ nhá. Mình đánh ít pháp sư lại, mình đánh bằng vệ sĩ 4 pháp sư thôi. 4 tới 6 pháp sư rồi đánh bằng vệ sĩ nhá. Là đẹp. Rồi đánh tái chế. 4 tái chế. Pháp sư tái chế. Có Manjaha rồi, thiên hướng pháp sư ngon hơn. Quá. Một phát chết luôn à, kinh rồi. Yeah. À. Thắng thua trông bực mình thế nhở. Bực hết em ơi. Pháp sư sao được hai cái bé, một cái Sojin. Cái này để kiếm súng. Hoặc là tí rắc tinh thần cho con Jin nhất. Tại sao không? Ơ? Bây giờ kiếm được con Rek'Sai bỏ vào thay con này được. Lấy ba đột biến đấy. Đây. Đấy đi. Mất hai vệ sĩ. Explorers follow the compass in their heart. Nhà ba đột biến ngon hơn các bạn. Đổi biến kết liễu ra. Đợi nó phá. Đừng cho thằng này cháy nhá. Thằng mấy thằng vô quýt này cháy nguy hiểm lắm. Này cháy trăm. Ui ạ. Cái đéo gì mà 3.6, 3.5, 7 đột biến. Cái quần của ai gì đấy.
Yep. The glass is half empty. Đéo thể hiểu được. Đéo thể nào mà hiểu được. Chuẩn thôi, tôi đâu có kháng phép đâu, bạn đang chuẩn cũng như không, mẹ gì đâu. Tí mình đánh bốn tay chế mình cao tơ được nhà đấy. Đây bờ rau mà này anh em. Có bờ rau mà. Tí mình đánh từ 4 tới 6 tay chế là mình đơn được nhà đấy. Sao nóng người thế nhỉ? Hơi nóng trong người ấy. Time to start some trouble. Xém thắng rồi, tí thì thắng rồi. Để mình tính coi. Nếu mà đánh đánh The Raven vô cực diệt. Khó, khó, đánh pháp sư ngon hơn. Khó. Đây này, nó đây này. I can make a difference here. Việc dùng nó đây này, con này làm cái gì? Giáp thiên thần đúng không? Tí nữa là giáp thiên thần gì khổng lồ cho nó đúng không? Các sẽ đi đang tăng ngon nhé. Mình muốn đánh pháp sư với cái này này. Đánh pháp sư với ba đột biến này. Rồi kẹp tái chế. Ba đột biến pháp sư rồi tái chế, bốn tái chế. Toàn 3 sao ạ. Không, con mang ra 2 chứ mình để nó cầm nguyên đồ đấy thôi. Bây giờ kiếm giáp tinh thần hoặc là bây giờ đi lượm một cái nước mắt hoặc là giáp hoặc là gậy đều được nhé. Thôi tuần này chắc mình nên bỏ lùn được rồi đấy. Tuần này chuẩn bị bỏ lùn được rồi đấy. Hai pháp sư thôi. Để mình lấy 4 tái chế. Chắc có lẽ anh 4 tái chế thôi anh em ạ. 4 tái chế là đẹp rồi. Không cần đánh 6 đâu, 4 tái chế là binh hơn. 6 đẩn lắm.
Lấy cái giáp nhá. Lấy cái giáp mút á. Giáp tinh thần. Đấy là gì đấy rồi. Ngon ngon ngon. Cái giáp này nó hơi lạ tí thôi. Chờ xíu. 6 thì khó nhỉ, 6 là IR à. Con này vẫn còn đang xài được. Chờ ấm nhé mọi người nhé, mình chờ ấm. Giao điện làm gì từ từ anh em, bàn tay cũng lý kìa. Mình có răng dư mà là bàn tay ngon hơn cho nó có hút máu chứ. Đéo hiểu được. Đéo thể hiểu được. Vậy thì mình phải xài luôn con này thôi. Để tí kích sát thủ mà mình thêm con Kha'Zix á. Bỏ con này ra. Mình bỏ con này mình thay bằng con Kha'Zix. Mình cho cây ra hoặc Zinix sát thủ. Mình ghép một cái vô cực là đẹp. Mình sẽ tận dụng được ấn sát thủ này luôn. Zinix hoặc cây ra sát thủ. Bây giờ một trong hai con. Bây giờ các bạn chọn con nào. Cai ra thì hơi nguy hiểm nhỉ. Empire above all. Chọn đi một trong hai. Cai ra. Chờ nhá, chờ nhá. Bà mình ok lắm. Mình buồn buồn là mình đánh 6 tái chế. 6 tái chế thì bây giờ mình cho con Rek'Sai vào. Mình thêm con Ire nữa, có cả ấy luôn, có cả ấy mà. Tiến công ấy. Tiến công tiến cũng đẹp. Gây ra sát thủ vô cực diệt nó cũng đẹp. Yep. Glass is half empty. Nè, cho Rek'Sai vào đây đúng không? Rek'Sai vào đây, rồi thêm con IV vào. Là 6 sát thủ. Ngon mà đúng không? Rất tinh thần nè. Rất tinh thần. Rất tinh thần cho chắc. Sáu sát, sáu tái chế hay sát thủ. Vô cực, giao điện. Giáp. Vô cực đi đã. Cái này là giao điện. Cái da thì giao điện ngon hơn. Cho này một cái giáp tái chế cũng được. Điện. Anh tái chế với cái giáp cho con này đi. Có còn cái BF đâu, BF cho con này đúng không? Zinix bàn tay công lý à? Hay là Kai'Zix bàn tay công lý? Diệt bàn tay công lý đi. Rồi Zinix giáp thiên thần là đẹp rồi. Thôi mình lên cấp nhá, sao lên được cấp rồi đấy. Kiếm con Ire đi. Bài này chắc là mình bán cho con pháp sư rồi đi. Kiếm con Ire là đẹp. Mình đánh 6 tái chế luôn các bạn.
cho cái ra bàn tay công lý dính nick giáp thiên thần được ấy. Echo Team Bang cũng được thôi, mình đang muốn làm một cái giáp thiên thần các bạn. Ngon hơn. Stands for Jinx. Muốn làm giáp thiên thần thì ok, con này cần bàn tay nè. Giáp thiên thần giao điện các thứ cũng ngon. Đổi Brown này. Echo cầm cung. Rồi giờ kiếm con Ire là đẹp rồi nhá. Mình nên kiếm con Ire nữa. Form bài đẹp lắm. Kha'Zix thì cũng được. Kha'Zix thì thêm được một sát thủ. Sát thủ rồi làm gì ta? Năng đột biến à? Năng đột biến thì hơi đậm nhỉ. Năng đột biến không ngon. Nên thêm Ire đến 6 tay chế hay hơn. Nên thêm con Ire ấy. Sau này cung nhớ lên nhanh lên mana. Đúng lý là cái cung này cho Zinix ấy, nhưng mà không có đổ. Thôi Ire, giữ Ire. Ire này đẹp. Ire này. Biến được Ireo có cả tiến công, bỏ cái gì đó mà bỏ. Cái gì mà bỏ. Bài build vậy là ok rồi, tăng có, đang có, mọi thứ đều có rồi. Có hết rồi. Quá đẹp rồi. Muốn cái quần què gì nữa. Cứ ping thôi. Cứ ping thôi, thích kiếm được nhé, thích kiếm này gì đấy. Cho Zinix hít kiếm đi. Hoặc là Ire hít kiếm cũng được. Time to start some trouble. Hít kiếm cung cho Ire. Still mind swift movement. Đây ra hai. Hợp lý rồi đấy, mình thấy hợp lý rồi đấy. Mình cần thêm tăng thôi, con Zinix này nó có rất thiên thần rồi. Cái bài đột biến kết liễu này sợ tái chế. Nó không đánh qua được cái lớp siêu của tái chế là nó thua. Cái ra mình 2 là nó thua chắc rồi đó. Nãy giờ có Kha'Zix nhưng mà không cần. Kha'Zix làm gì? Có Echo này rồi, vừa tái chế vừa ấy rồi. Vừa tái chế vừa sát thủ, nó 2 sát thủ thôi. Chi cho nó mệt. Đấy, mình kết đủ hệ luôn mà. Vệ sĩ có, tái chế có, pháp sư tái chế, vệ sĩ, các kiểu con đại biểu đầy đủ hết rồi. Bây giờ roll 2 sao đâu. Con Kha'Zix hay con Zexai, quan trọng là bạn không có tiền. Bạn nãy giờ nếu bạn mua Kha'Zix là không có tiền roll con này 2 sao và Ire và Zinix, hiểu không? Bạn nghèo. Bạn rất nghèo. Vậy là Rek'Sai cứ được tiến công mà.
Còn Red Sai thích tiến công cho Ire nè. Tí bạn roll Ire và phụ đam thôi. Ủa Ấn đột biến à, đây bỏ Red Sai này. Bỏ Red Sai xài con gì dây xì không? I'm always ready. À, Ấn đột biến này chắc cho Zinx hoặc là Ire. Cho Ire hay hơn không? Ire đâm chết cái xong đâm tiếp. Hay là đánh 5 đột biến luôn. 5 đột biến là phải bỏ một ra ông mà phí đó. Thêm na đi. Thêm na xong đưa cây ra vào bên đấy đứng cho nó tăng đam đúng không ạ? Hợp lý không? Thêm vừa na vẫn tiếp được tiến công này, còn thêm thần tượng nữa. Bọn nó có cái lốc nha. Bọn nó có cái lốc thì cho Zinix vô đây, cho nó lốc Zinix thoải mái đi. Hoặc là bây giờ mình có thể thêm thách đấu cũng được. Đấy, thứ hai là thêm thách đấu đánh cho nó nhanh cũng được. Thôi, mình nghĩ là thêm thần tượng cho Zinix gây đam được. Vậy là ok à? Cảm giác ok à? Ổn. Still mind, swift movement. Điều mắt bình này anh em muốn gì á? Lớp cây ra thì Zinix nó quẩy, có gì đâu. Mình nhiều con gắn mà. Mình 3-4 con carry là có phải một con đâu. Ba bốn con lận. Ba con này với con này đi mua thêm Zinix nha. Tí buồn buồn là tôi xài hai Zinix á. Na 2 này, Echo này. Để mình lên full 2 đi nhé. Vấn đề là con này đã cầm Quỷ Thư cùi. Quỷ Thư mà cho con này cầm thì ngon. Nhưng mà hồi nãy không rung ra mang ra hai khác. Nó biết to nhiều thế nhở? Để làm cái to thôi ta. To Sojin cốc. Không ngon lắm. Có cái kết liễu nó vẫn hơn các bạn. Ok, nhà 7 đột biến. Mỗi nhà cây ra 7 đột biến thôi. Ấn pháp sư xẻm vút 7 mũ kiếm súng vút 7 mũ phù thủy làm thành cái BS. Để tôi làm cái diệt không? Diệt cho con này. Mình không cần vút 7 lắm, tại vì hai con này cần vút 7 rồi thì hít cốc rồi. Mình tính làm cái này cho nó tái chế. Đồ lớn hay đồ nhỏ cũng như nhau. Muốn tái chế biết đâu nó là cái dây ke á. Mình cần cái dây ke hơn. I'm always ready. Làm Echo 2. Đấy, dây ke này. Mày đi.
Zenith ngủ không ngon lắm. Bình thường. Nó rất bình thường luôn đó. Ờ, mình muốn tái chế nó ra dây keo, sao có tí tốc đánh đúng không? Chiếu thì mày vỡ mồm. Đẩy con đường nào con dích lên chết mẹ đi các bạn, thật đấy. Cháo đồ gì để đập? Cái này ngon nhất. Rồi đấy cô hai. Stand for Jinx. Metal is harder than flesh. There are limits. I haven't found them yet. Ai đổi đâu? Đâu ai đổi làm gì? Lại lớp Zenith đi. Lướt. Time to start some trouble. À, không có một clip khác để thay chiếu ta. Nè em ơi, round này là final round. Giờ phải canh, mình không những phải canh lớp, phải canh thêm chiếu nữa các bạn. Canh cả lớp cả chiếu nữa cơ. Đổi luôn ta. Ừ, dây keo rồi. Đó, cuối đã đứng dây keo rồi. Rồi, đi đưa xin được rồi. Mày đi. Hỏi ôi, dễ gì lớp được cây ra của tôi. Lại tâm 1 Bro Bill. Mày có đồ xấu, mày có ấn xấu, mày có các kiểu thì bố mày vẫn biêu bài được. Đã sinh ra là chỉ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì chỉ châu vô địch. Châu. Đã sinh ra là trẻ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì trẻ châu vô địch.